Đây là dây chuyền đóng gói của hệ thống băng dính nhá. Các bạn nhìn. Đấy. Đầu tiên là cắt màng nhá. Cắt màng, màng tụ, màng bọc cho hệ thống băng dính ở đây. Chuyền xuất khẩu ạ. Vâng. Sau khi màng cắt được định hình xong rồi thì sau đó sẽ được chuyển vào hệ thống co màng tự động. Đấy. Được có hệ thống dưỡng giữ nha, dưỡng giữ sau đó mới cắt được nha. Sau đó qua hệ thống co màng tự động nha. Với các cái chế độ nhiệt độ phù hợp. Đấy. Đây cái hệ thống băng dính này. Anh nhắc lên em. Đấy. Đẹp không? Đấy, chuyên xuất Nhật nhá. Sản phẩm rất là đẹp đúng không? Tuyệt vời luôn đúng không? Đấy. Đấy. Rất là đẹp.